Chào mừng quý vị đã đến với phần nhận định thị trường của Cà phê Sài Gòn sáng nay. Và đến với Cà phê Sài Gòn sáng nay sẽ là ông Bùi Phước Hội, trưởng phòng phân tích và đầu tư của công ty chứng khoán ORS. Chào anh Hội, đã đến với bản tin sáng nay. Mình nhìn vào những phiên giao dịch gần đây thì mình thấy là thị trường tập trung vào những mã cổ phiếu có vốn hóa lớn chẳng hạn, phải không? Cũng như là những cái mã như là Vinamilk hay là Vincom hay là Masan, nói chung là những mã có vốn hóa rất lớn. Thì anh thấy là như vậy thì những cái mã tiếp theo như là vốn hóa nhỏ hay là midcap thì nó sẽ được các nhà đầu tư chú ý đến như thế nào trong cái thời gian tới đây? Trong cái xu hướng tăng vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là cái dòng tiền tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn và những cổ phiếu mà có cái EPS tương đối cao. Và đây cũng là nhóm cổ phiếu đã góp phần kéo cái chỉ số tăng trưởng trong năm vừa rồi, trong năm nay. Hiện tại thì rõ ràng là sau cái chuỗi tăng cũng khá dài thì cái nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhìn chung thì cái mức giá cũng đã tương đối cao so với cái mặt bằng chung. Chỉ số P/E của cái nhóm này cũng đã cao hơn so với cái nhóm của bình quân của thị trường. Thì rõ ràng là khi mà cái nhóm này nó không còn hấp dẫn, không còn phù hợp đối với nhiều nhà đầu tư ở cái hiện tại thì rõ ràng cái xu hướng dòng tiền nó cũng sẽ có sự dịch chuyển khi tìm kiếm những cái cơ hội khác. Thì rõ ràng trong trong gần đây thì cái dòng tiền cũng có sự chú ý đến nhóm cổ phiếu nhỏ và Midcap. Thì đây cũng là một cái xu hướng mà tôi cho rằng là cái dòng tiền muốn tìm kiếm lợi nhuận từ những cái cơ hội khác mà thị trường chưa có đã bỏ qua trong cái thời gian qua. Thì bởi vì trong cái nhóm cổ phiếu này thật sự thì cũng có nhiều các cái cổ phiếu mà nó cũng có tiềm năng trong cái tương lai. Vì vậy tôi nghĩ rằng là sắp tới thì cái nhóm này cũng sẽ có sự tăng giá. Vâng. Như vậy thì những nhà đầu tư nên chú trọng đến những mã cổ phiếu có vốn hóa nhỏ và vừa trong tương lai gần, phải không? Vâng, tôi nghĩ là nó trong đó thì cũng nên chọn lọc và cũng nên xem xét kỹ. Không hẳn thì không hẳn nhóm cổ phiếu nhỏ đa số là có thể đầu tư, mà phải loại trừ những cái cổ phiếu nó thật sự nó có những cái thông tin riêng mà không thật sự tốt. Thì tất nhiên là tùy vào khẩu vị của những nhà đầu tư, cái khẩu vị rủi ro của họ như thế nào và cái chiến lược như thế nào thì họ đầu tư theo cái chiến lược của họ. Vâng. Một là tính cơ bản tốt, hai là đầu cơ hay là lướt sóng gì đó. Vâng. Mình nhìn vào thị trường bây giờ thì anh nghĩ tâm lý của dòng tiền nó như thế nào? Nó đã mạnh dạn giải ngân đổ vào thị trường hay là nó còn dè chừng và chờ những yếu tố nào khác nữa? Vâng, thì dòng tiền ta thấy là trong cái thời gian qua thì hoạt động cũng rất là tích cực. Và đến thời điểm hiện nay thì đây là cái thời điểm mà các doanh nghiệp chuẩn bị công bố báo cáo tài chính quý 3. Cho nên tôi cho rằng là cái động thái hiện tại của nhà đầu tư là vẫn đang chờ cái kết quả kinh doanh của quý 3 công bố sắp tới. Thì dựa trên những cái thông tin công bố thì cái quan điểm của tôi cho rằng là nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi để có thể là hiện thực hóa lợi nhuận, hoặc là nếu mà những cái kỳ vọng của họ nó không như mong đợi khi mà kết quả công bố không đúng như cái dự báo của họ thì có thể họ cũng sẽ có những cái động thái tiếp theo sau đó, có thể là sẽ gia tăng bán. Và tôi nghĩ rằng cái dòng tiền ở hiện tại có thể đứng, nhưng mà sau cái thời điểm công bố kết quả quý 3 thì nó sẽ tích cực hơn. Vâng. Dạo gần đây thì mình nhìn trên sàn thành phố Hồ Chí Minh có một mã chứng khoán là ROS. Vâng. Như vậy thì cái mã này một thời gian qua là tăng trưởng khá nóng, từ lúc mới niêm yết là khoảng 12.000 đồng một cổ phiếu. Vâng. Bây giờ giá khoảng là 51.700 đồng. Vâng. Thì tất nhiên là hơn gần 500% tăng trưởng. Thì anh nghĩ bây giờ những nhà đầu tư nhìn vào cái mã này thì có nên giải ngân cái dòng tiền của họ vào những cổ phiếu này không, hay là quá rủi ro? Vâng. Đây là cổ phiếu mới niêm yết gần đây, và cái tỷ lệ mà tăng trưởng thì rõ ràng chúng ta thấy cũng rất rất là lớn. Thì rõ ràng thì kỳ vọng thì cũng có thể kỳ vọng đối với cổ phiếu này do có những cái lợi thế về mặt
hoạt động khi mà đây là cái doanh nghiệp mà chuyên thực hiện các cái dự án lớn của FLC. Do đó thì có thể nhà đầu tư họ cũng kỳ vọng vào những cái tương lai nó khả quan của cái cổ phiếu này. Tuy nhiên nhìn xét trên cái đi sâu vào nghiên cứu và tìm hiểu thì rõ ràng chúng ta cũng nên cân nhắc. Và khi mà với cái quan điểm cá nhân của tôi thì khi mà cái giá thị trường mà nó đã vượt quá cái giá trị nội tại thì rõ ràng là cái rủi ro nó sẽ có chiều hướng tăng lên. Thì ở cái vùng giá 51.000, hơn 51.000 thì rõ ràng tôi cho rằng là cái so với nội tại thì rõ ràng đây cũng là cái giá đã vượt quá cái vùng nội tại của cổ phiếu này trên cái quan điểm định giá của tôi. Thì cho nên là tùy mỗi cái mức độ rủi ro của nhà đầu tư thì nhà đầu tư có thể xem xét đầu tư hay không đầu tư, nhưng đối với quan điểm cá nhân của tôi thì rõ ràng là ở vùng giá này thì nên thận trọng. Như vậy là với cái vùng giá 51.700 đồng hiện giờ là nên thận trọng với cổ phiếu này, phải không? Dạ vâng. Ngoài cổ phiếu này thì những cái cổ phiếu cũng có tính tăng nóng như vậy, thì anh khuyến nghị chung như thế nào đối với những nhà đầu tư muốn đầu tư vào những cổ phiếu đó? Thì có những cổ phiếu thì nhà đầu tư có thể theo cái chiến lược là đầu tư mua cao bán cao. Tuy nhiên đối với những cổ phiếu đó thì khi mà cái kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai là rất lớn, thì khi mà họ khi mà cái tăng trưởng nó tiếp tục duy trì trong cái thời gian dài thì rõ ràng là giá nó có thể sẽ cái đà tăng, bởi vì khi mà mức độ tăng trưởng nó sẽ cao dần thì cái giá nó sẽ cái hệ số P/E thì nó có thể nó sẽ giảm dần trong tương lai. Thì do đó nhà đầu tư có thể kỳ vọng mua cao hơn để có thể được cái giá cao hơn trong tương lai. Tuy nhiên cũng phải nên nhìn lại rằng là cái không phải cổ phiếu nào nó cũng tăng mãi, đến một cái giới hạn nào đó thì nó cũng phải có cái sự điều chỉnh. Vì vậy thì đối với những cổ phiếu mà tăng nóng, mình gọi tăng nóng, thì rõ ràng là nó cũng sẽ có những cái rủi ro nhất định, và tùy cái nội tại của doanh nghiệp đó mà mình nhà đầu tư cũng phải có một cái mức mà nên xem xét cái vùng đó nó đã hợp lý hay chưa thì mình mới có thể là quyết định là tiếp tục đầu tư hay không đầu tư ở cái vùng giá hiện tại. Nhưng tuy nhiên rõ ràng là chúng ta cũng thấy trong thời gian qua thì cũng có rất là nhiều cổ phiếu nó tăng cả một cái chu kỳ dài, chẳng hạn như là Vinamilk chúng ta thường hay được gặp, hay là Cotech Công trong thời gian vừa qua. Thì rõ ràng là nhưng đến thời điểm hiện tại thì các cái cổ phiếu này cũng đang cái vùng điều chỉnh. Thì rõ ràng chúng ta thấy là đến một cái vùng nào đó thì nó cũng phải có sự điều chỉnh. Vì vậy thì với những cái cổ phiếu tăng nóng thì rõ ràng thì nhà đầu tư cũng cần nên xem xét và nên có một cái vùng định giá cho riêng mình để quyết định là vùng này bán hay là vùng này mua. Nói chung là những nhà đầu tư cần phải có cái kế hoạch mà để chốt lời hoặc là cắt lỗ trong cái khoảng phần trăm nào đó để mà hạn chế cái rủi ro. Vâng, đúng ạ. Cảm ơn anh Hội về những chia sẻ vừa rồi. Vâng, xin cảm ơn anh Vinh. Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của anh Bùi Phước Hội, trưởng phòng phân tích và đầu tư của công ty chứng khoán ORS. Sau đây, Quang Vinh xin được điểm lại những tin tức đáng chú ý của Cà phê Sài Gòn sáng nay. Ngày 11 tháng 10, Samsung Việt Nam đã ra thông báo hoàn tiền 100% cho người đã đặt hàng hoặc đang sở hữu Galaxy Note 7. Hãng cũng cho biết sẽ làm việc với các đối tác phân phối bán lẻ để ngưng bán và đổi trả sản phẩm Galaxy Note 7 trong lúc điều tra sự cố cháy nổ ở sản phẩm này. Samsung cũng khuyến cáo khách hàng nên tắt nguồn, ngưng sử dụng và chờ các phương án đền bù. Trước thông tin cho rằng hiện các khoản thuế đang chiếm đến một nửa cấu thành giá mặt hàng xăng, Bộ Tài chính khẳng định việc tính thuế đều tính trên cơ sở pháp luật, không có trường hợp tính nhầm tính thiếu. Cũng theo Bộ, hiện giá bán lẻ xăng tại Việt Nam vào khoảng 0,74 đô la Mỹ một lít. Mức giá này thấp hơn một số nước trong khu vực. Chính phủ Philippines sắp tới sẽ ban hành luật cấm hút thuốc tại nơi công cộng. Tuy nhiên, sau khi được công bố, dự luật này đã đối diện những luồng dư luận trái chiều. Nhiều ý kiến tán đồng, tuy nhiên một số ý kiến khác lại cho rằng luật cấm của chính phủ là một biện pháp cưỡng chế,
Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy tỷ lệ hút thuốc lá tại Philippines đang chiếm hơn 21% tổng dân số. Hãng điện tử Fujitsu Nhật Bản sẽ cắt giảm 1.800 nhân sự tại nước Anh. Theo hãng, hành động này không liên quan đến những tác động của Brexit. Đây là cách để Fujitsu củng cố nguồn ngân sách, tạo đà cạnh tranh với các nhà sản xuất công nghệ điện tử khác. Đây được cho là đòn giáng nặng nề xuống hàng loạt nhân viên đã chăm chỉ làm việc để đem lại lợi nhuận cho công ty này. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc Cà phê Sài Gòn sáng nay. Quý vị có thể xem lại các chương trình đã phát của chúng tôi trên fbnc.vn. Tôi là Quang Vinh, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và thân ái chào tạm biệt.